Hôm qua, Ban An toàn Giao thông huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức ra quân tuyên truyền an toàn giao thông năm 2024 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Theo đó, các lực lượng chức năng ra quân xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, không để tái diễn các hoạt động phức tạp về trật tự an toàn giao thông, nhất là xe chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe. Đồng thời, tuần tra xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chạy sai phần đường, làn đường quy định, lạng lách, đánh võng, qua đó nâng cao ý thức, chung tay xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Ngay sau lễ ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông huyện cùng các đoàn viên thanh niên đã tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường giao thông trọng điểm của huyện.